Màu hồng. Chị Ngọc nè. Màu hồng là chứng tỏ hồng là gì? Màu hồng nũng nịu dễ thương. Màu hồng là chứng tỏ là ế trọng, ế trọng. Không phải luôn á. Có đâu. Chưa đâu. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình 7 nụ cười sôi. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Và buổi tối ngày hôm nay chúng tôi lại chào mừng quý vị đến với những niềm vui, những nụ cười. Xin giới thiệu nhân vật sau đây đầy ắp tiếng cười. Tiến Luật. Chào mừng Trương Thế Vinh. Lâm Mỹ Dạ. Mỗi tay cho giọng hát hay vô cùng duyên dáng đến từ Thúy Ngân. Oh yeah. Và chúng ta vỗ tay cho sự nhút nhát đáng yêu của Linh Dương Lan Ngọc. Ôi trời ơi, tốt quá. Sau đây mới là đáng yêu, mới là dễ thương, mới là nhan sắc, mới là mỹ miều, mới là ngôi sao trong lòng của tôi nè. Hoa hậu Tiểu Vy. Đứng bên đây con, đứng đây bên chị gặp cho chú. Mời chị dạng qua đây đứng luôn. Không, 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 con chết cũng không qua. Con gái, đây là lần thứ hai mình quay lại với chương trình. Dạ. Yeah. Sẵn sàng cho một cuộc chiến chưa? Rất sẵn sàng. Rồi, lần đầu tiên sẽ là một lời chào của Tiểu Vy dành cho quý vị khán giả xem đài. Lời đầu tiên thì cho Tiểu Vy xin gửi lời chào tới chú Giang, chú Luật và chú Vinh. Anh Vinh, chị Dạ, chị Ngọc và chị... chị bé Ngân. Chị Ngân. Cho phép Tiểu Vy xin gửi lời chào tới tất cả quý vị đang xem chương trình 7 nụ cười xuân. Và Tiểu Vy rất là cảm ơn ekip đã cho Tiểu Vy có cơ hội được tái xuất ở đây lần thứ hai và được chơi cùng với tất cả các anh chị nghệ sĩ ở 7 nụ cười xuân ạ. Bây giờ chúng ta nói về màu sắc. Ngày hôm nay chúng ta có 7 màu khác nhau. Đầu tiên là chú Tiểu Vinh, màu của mình là màu gì và nó tượng trưng cho điều gì? Màu vàng. Tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái gì? Vâng. Truy tìm sự... Dừng lại, hãy dừng lại. Hồi nãy tôi hỏi là màu vàng tượng trưng cho điều gì, thì đây Ngân nói gì Ngọc? Kho báu. Là truy tìm kho báu đó anh. Báu vật đó. Vậy mà thôi, em nhìn tới báu vật là còn anh nhìn chưa tới Vinh. Anh chỉ muốn lấy một ổ bánh mì anh quét là anh ăn thôi. Cái gì, anh nghĩ cái gì mà bơ, đó là bơ. Còn màu của Dạ nè, hình như là màu cốm đúng không? Màu nở nở nè. Nở nở. Chị giống như chỉ điểm vậy đó. Dạ, màu cốm là tượng trưng cho cốm dẻo Hà Nội à. Không phải, Tiểu Vy nói chị Dạ mùi là thơm. Màu của quái vật. Không phải. Cái gì, cái gì qua hậu nói màu của quái vật hả? Monster. Monster ơi, nhưng mà dễ thương đáng yêu. Màu này màu tiếng Anh gọi là gì nè? Orange. Nhìn tôi là thấy có vitamin C rồi. Tăng cường sức đề kháng cho tất cả mọi người. Màu này là màu cờ. Đúng rồi. Cam. Tôi là màu đỏ, là màu của sự chiến thắng. Màu đỏ chứng tỏ là dễ thương. Còn con là màu gì? Màu tím. Chứng tỏ của sự trung thủy. Đúng rồi. Đúng rồi, hay quá. Rồi, màu hồng. Chị Ngọc nè. Màu hồng là chứng tỏ là nũng nịu dễ thương. Màu hồng là chứng tỏ là ế trọng, ế trọng. Không phải luôn á. Có đâu. Chưa đâu. Đẳng cấp nằm ở đây nè. Màu xanh nhạt nhẽo nè. Không phải. Người ta là màu xanh hy vọng của bầu trời. Màu xanh là một sự nhạt nhẽo, sự bơ phờ. Không. Nếu anh nói đúng về cái ý nghĩa của từ bơ phờ, nó phải màu này là màu xanh của truyền nước biển. Hy vọng. Ngày hôm nay thưa quý vị, cái sự nhạt nhẽo lan tỏa khắp nơi. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ lấy lại niềm tin cho quý vị ngay bây giờ bằng cách chia đội. 3, 2, 1, bắt đầu. Ai chọn được gói lập tức cởi cái che mắt ra. Ui da đau quá. Ai vậy? Ghê vậy? Ai chọn được gói cởi mắt ra. Em hả? Bà hậu kia. Nè, em trai của anh. Đâu? Em trai đó. Bà hậu bảo mắt ra bà hậu. Em trai của anh, anh mới quanh của tôi. Em có rồi. Đâu rồi? Em trai của anh, anh mới quanh của tôi. Em có rồi. Đâu rồi? À, trời ơi, trời ơi. Không chưa? Trời ơi. Đâu
đang gói gói giúp nhau, về với nhau đi. Anh quăng vô chân luôn rồi thiệt á. Nó văng ra ngoài. Anh giận ghê á Vinh. Anh Vinh qua đây. Tôi không biết tôi tội tình gì luôn á. Bốn số liên tục. Đó là do định mệnh thôi. Khán giả mà thấy vậy là nhàm chán lắm. Đúng rồi. Khán giả người ta chửi tôi. Chửi gì? Người ta nói tôi mang nghiệp lắm mới gánh hai con nợ này. Bốn số đi cùng bạn. Không nổi bạn mệt lắm. Đó là ý trời. Bây giờ đây chú hỏi con này, không phải là con khách mời ưu tiên, coi là con có muốn thay chỗ của một là chị Ngân hai chị Ngọc không? Không, đừng đừng chú xui đó. Chú có nói không lầm lần trước con theo phe chú cháu mình thắng hoành tráng dữ lắm. Đừng đó xui lắm. Ủa thua mà chú. Thua. Đó bị phạt qua hậu xe chưa? Hồi nãy trong kia con nói với chú sao? Chú ơi chơi nhẹ nhẹ con đang mệt lắm. Nếu mà con ở đó là con hiểu rồi đó. Ở đây con còn có chị Dạ với lại anh Vinh. Anh Vinh mạnh đúng. Anh Vinh đâu có mạnh, anh Vinh sáng yếu. Chú mới cho cục kẹo xăm ngầm. Nhưng mà mạnh hơn chú. Đúng rồi. Không hổ danh là hoa hậu mà. Anh nói làm gì nữa, lòi hết luôn khuyết điểm của mình. Im đi. Hay là đổi em với Ngân qua anh Vinh rồi xong chị Dạ với thôi, là chuẩn bị quá là y như cũ rồi. Không được. Đi. Là bé nó phải gánh hai. Trời ơi thiệt luôn á. Trời đã sinh Lan Ngọc, tại sao lại sinh thêm Thúy Ngân kia vậy trời? Một cặp song sát luôn á trời. Quá khủng khiếp. Mời đặt tên cho hai đội của mình. Cho phép tôi đặt tên đội tôi trước được không? Tên gì? Ê chề. Không, mình phải là đội gắn bó, mình bốn lần rồi. Đó. Bên mình lấy đội gì con? Thấy vàng. Màu vàng, vàng màu lam nè. Lấy đội vàng tím. Tím mộng mơ. Tím mộng mơ. Xanh mơn mởn. Xanh mơn mởn và tím mộng mơ. Trò chơi đầu tiên xin được phép bắt đầu. Thưa ban giám khảo, bé Tiểu Vi chưa hiểu lắm. Ngồi giả bộ đang ngồi đi ha. Thôi. Đây là người chơi đầu tiên người bị thua. Chút chít chút chít. Đây là con gì? Con chuột. Là con chuột. Trong tất cả vị trí con chuột đi qua đều phải gọi tên người đó là con chuột. Còn khi nào nó muốn con nào dí nó thì nó gọi đó là con mèo. Vậy thôi. Hiểu rồi. Ê, con mèo nè. Rồi đứng lên dí. Dí chạy. Dí con chuột chạy. Dí tới khi nào mà con chuột quay lại đây con chuột ngồi vô đây. Dí phải đạp được con chuột. Dí phải đạp được con chuột. Là con chuột này coi như thua. Là con mèo về lại tiếp, chuột chơi tiếp. Còn nếu như con chuột này mà nó chạy nhanh quá, nó về lại chỗ của cái con mèo nãy thì nó thắng. Và con mèo này tiếp tục một hành trình y chang như vậy. Là con chuột đó phải ngồi vô chỗ con mèo đó. Đúng vậy. Chúng ta chạy theo đường vòng như này, bắt đầu từ Ngân ha. Ngược chiều kim đồng hồ không được băng. Chéo. Tắt. 1, 2, 3.